Dạ con xin kính chào quý cha, quý thầy, quý sư và toàn thể quý khách ạ. Hôm nay con xin giới thiệu mẫu chân nến tháp cao 1m bên con và chân nến thiên thần cao 1m05 ạ. Con xin giới thiệu bộ lư trần cao 18cm cùng với đuôi chân nến đấu hoa cao 10cm ạ. Đây là bộ lư trần để bàn thờ gia tiên rất đẹp và sắc nét ạ. Con xin giới thiệu đây là mẫu lư trần cao 14cm nữa ạ. Lư trầm cao 14cm thì được bên con quý cha mà mua để dâng lễ rất là nhiều nữa. Lư trầm này thì loại nhỏ cho nên là bé bé rất là xinh. Con xin giới thiệu đây là bình sông hương 1 giây ạ. Bình sông hương 1 giây thì bên con cũng rất là đẹp và sắc nét đẹp. Con xin quay sơ qua cho quý vị xem một chút. Con xin giới thiệu đây là mẫu chân nến tháp, con vẫn thường quay cho quý vị xem đây ạ. Bộ chân nến tháp này thì được thiết kế mẫu mới bên con đây ạ. Đây là bộ chân nến thiên thần cao 1m05. Chân nến thiên thần này thì cũng rất là đẹp.